chị Tư. Dạ. Để đó tôi mở cửa cho cậu Long cho. Chị vô nhà đi. Dạ. Long nè, má có làm cơm chiên trứng cho con, ngon lắm. Con ăn đi nha, về hôm lại là ăn được liền à. Món đó từ lâu tôi đã không thích rồi. Cho nên từ nay về sau bà đừng có mà nấu nữa. Lòng mà cứ nhận của má đi mà. Con đâu có thời gian đâu mà nấu nướng. Con cứ đem về hâm lại ăn ngon lắm nha. Long. Xin lỗi bà, tôi không có quen ăn đồ ăn của người lạ. Bà đừng có nấu nữa, phiền phức lắm. Cảm ơn bà. Lòng mà, con nhận cho má vui đi mà. Tôi nói là tôi không nhận rồi. Cảm ơn bà đừng có phiền nữa. Thằng khốn này, mày bắt cá hai tay hả mày? Hôm nay tao sẽ liều mạng với mày. Sĩ à, con buông tay ra đi. Buông ra. Sĩ à, con làm cái gì vậy hả? Tao buông ra. Tôi nói với cậu biết nha, để lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi bị đánh mà không rõ lý do đó. Tao quýnh mày thì không cần lý do. Mày quýnh mày đó. Sĩ con ơi, Sĩ à, buông ra. Mà xin con, mà lại con, hai đứa đừng có gây gỗ nhau nữa mà. Thôi tao đi. Biết vậy đó. Mày quen là em gái của tao, rồi mày còn qua lại với Lê Quỳnh. Mày tỏ ra quân tử hả? Tao nghe người ta nói mày ôm hôn Quỳnh ở ngoài chợ. Có cái đầu đi chân người hả? Nghe người ta nói là tin liền. Mày biết suy nghĩ phán đoán chứ. Lần sau bắt được tận tay hãy nói chuyện với tôi. Còn không tôi không nể đâu. Không nể hả? Không nể mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Buông ra. Sĩ à, Sĩ à, buông ra. Mày chết cho con vừa lòng. Con đi vô trong nhà cho má. Lát nữa má sẽ nói chuyện với con. Đi. Rồi. Long, con có sao không? Tôi không sao, không cần bà quan tâm. Em còn nó còn nhỏ, con đừng có chấp nó nha con. Con bỏ qua cho nó nha. Nè anh Sĩ. Gì? Anh làm gì vậy? Anh đừng nói với em là đánh anh Long nha. Ừ, đừng quên nữa đó. Mày sao? Trời ơi. Anh Long. Anh Long, anh có sao không vậy? Anh còn đánh anh ở đâu nữa không? Anh có đau nhiều không vậy? Anh không sao. Anh có chuyện phải đi rồi. Duy Long, anh đi về cẩn thận nha. Anh đừng có giận anh hai em. Anh hai của em á, tính tình từ nhỏ lớn nóng nảy hồ đồ vậy đó. Cái gì? Mày nói là hồ đồ hả? Mày binh người ta. Sĩ. Mày nói tao hồ đồ hả? Bây giờ. Sĩ à, hồ con mày, dừng lại đi. Làm cái gì mà rừng lên vậy? Mắc mới vậy anh đánh ảnh? Nó bắt cá hai tay. Nó quen với mày. Nó còn qua lại với Lê Quỳnh kia. Mày chịu được chứ tao chịu được. Tao quánh nó một trận để cho dằn mặt đó. Em tưởng cái chuyện gì ghê gớm dữ lắm. Anh Long với chị Quỳnh hồi đó yêu nhau, rồi họ chia tay. Chia tay xong rồi anh Long quen em. Cái chuyện đó anh Long kể em rồi. Bây giờ hai người đó người ta gặp nhau như bạn bè bình thường thôi. Anh Long cũng có nói với em nữa. Có cái gì đâu mà anh lồng lộn lên ghê vậy. Bạn hả? Bạn bè kiểu gì? Ôm nhau hung nhau ngoài chợ kìa. Anh nghe người ta nói hay là anh tận mắt thấy vậy? Tao không có thấy, nhưng mà tao nghe chú Ba Lạnh nói. Lần sau á, tao gặp nó đâu, tao quánh nó đó. Anh thôi cái kiểu đó đi. Thôi mà hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Còn con nữa Sĩ, mai mốt con không được đánh anh Long của con nữa nghe chưa? Cái gì? Anh Long của con? Má, má nói gì vậy má? Ý của má là con không có được đánh người ta. Cho dù người ta có sai đi chăng nữa thì con cũng phải dùng lời lẽ để nói cho người ta hiểu. Con hiểu chưa? Trời ơi, con không biết con có phải là con của má hay không, hay là cái thằng đó là con của má nữa. Má bên người ta quá. Con là con của má, mà Long cũng là con của má. Má, con thấy coi bộ má thương con rể hơn con ruột luôn rồi đó nha. Mà cái ông Sĩ này thiệt á, con phải vô hỏi ông cho ra lẽ mới được. Ăn nói cái gì tầm bậy tầm bạ à. Con đi nha má. À,
nó vô đi, cửa không khóa. Má, má có pha sữa cho con uống ấm bụng cho dễ ngủ. Dạ con biết rồi. Má, má có chuyện gì muốn nói với con đúng không? Có chuyện gì thì má cứ nói đi, con nhìn má là con biết rồi. Hân nè, con gái đừng có biết nhiều quá là khổ lắm nha con. Khổ hả? Sao mà khổ được, con sẽ không có khổ đâu. Con thấy hiện tại á, con có một gia đình rất là hạnh phúc nè, có người yêu vô cùng quan tâm mình, mà cái người đó hả lại là người mà con rất là ái mộ nữa. Con chắc chắn với má, con sẽ là người con gái hạnh phúc nhất 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 trên thế giới này. Hân à, nhưng mà con nghe má nói nè, không phải chuyện gì trên đời này xảy ra cũng xui chèo mát mái giống như là con nghĩ đâu. Bà và má, và ngay cả người con thương, cũng chưa chắc là sẽ ở bên con suốt đời đâu. Má, sao vậy? Sao hôm nay tự dưng má nói với con mấy cái chuyện chia xa, nghe thấy ghê quá à. Má có chuyện gì buồn hả? À không, tại má già rồi, mà mấy người già thì thường nói mấy chuyện này. Nhưng mà má chỉ muốn nói cho con hiểu rõ, để lỡ sau này mà có chuyện gì con không phải đau lòng. Con làm sao có chuyện gì được, chắc chắn là sẽ không có đâu. Con với anh Duy Long đang rất là yêu nhau. Với lại tới đâu thì tính tới đó đi má. Má đừng có lo xa quá, chứ má lo rồi tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược cũng vậy à, nhức đầu lắm. Với lại má sẽ buồn lắm đó. Hân, má, má ơi, má, má đừng có khóc. Hân, má muốn nói với con chuyện này. Má biết là con không muốn nghe, nhưng mà má vẫn nói. Chuyện gì vậy? Mấy bữa nay má tiếp xúc với cậu Long, má thấy giống như lời ba nói, cậu Long không hợp với con đâu. Má, sao tự dưng má lại nói như vậy? Ban đầu á, má rất là ủng hộ con mà, bây giờ thì má lại phản đối, má lại nói những lời giống như ba nữa. Hân nè, thì đúng là hồi lúc trước á, má chưa có tiếp xúc với cậu Long nhiều, nên là má đồng ý. Nhưng bây giờ má suy nghĩ lại rồi, má thấy cậu Long á là nhà văn, hay viết lách, đa sầu đa cảm, rồi có tính nghệ sĩ nữa. Má sợ là sau này con sẽ khổ, chứ má không có ý gì chê trách cậu ta hết. Má, tự dưng má lo cái gì kỳ cục quá à. Thôi con không muốn nghe má nói mấy lời này nữa đâu. Má đi về phòng đi, con không muốn nghe má nói mấy lời giống như vậy nữa đâu. Má đi đi mà. Thank you.
kỳ vậy ta? Tự nhiên vô phòng mình rồi nói mấy lời giống như vậy nữa. Cô chủ, cô muốn hỏi tôi gì cô hỏi đi. Cô cứ nhìn tôi hoài như vậy á, tôi ngứa ngáy, tôi nhột trong người lắm, tôi làm cũng chuyện không có được. Tôi nhìn chị hồi nào? Chị làm gì thì chị làm đi chứ tôi có nhìn chị đâu. Cô không nhìn tôi hả? Ừ. Tôi làm cũng chuyện tiếp hả? Chị làm đi. Đó. Cô nhìn tôi rõ ràng luôn. Vậy mà cô nói cô không nhìn. Chị này ngộ, hồi nãy á, là tôi suy nghĩ vô tình cái hướng mắt của tôi về hướng chị thôi. Còn giờ tự nhiên cái chị cứ bay qua bay lại, chị làm vậy thì đương nhiên tôi phải nhìn chị rồi. Vậy là cô không nhìn tôi? Không. Không có chuyện gì hết hả? Không. Tôi làm công chuyện của tôi nha. À. Không có gì hết ha. Ê mà nè, có. Có hả cô chủ? Chuyện gì vậy cô? À, chị Tư, tôi hỏi chị này nè, mấy bữa rày chị có thấy má tôi á có gì khác lạ không vậy? Bà chủ hả? Ừ. Trong cái nhà này á, tôi thấy ai cũng lạ hết, có cô trong đó nữa, đâu phải riêng gì bà chủ đâu. Nhưng mà từ lúc cậu Long xuất hiện, bà chủ có vẻ vui buồn thất thường nha. Là sao? Chị nói rõ hơn cho tôi nghe coi. Thì tôi hay thấy bà chủ nhìn lén cậu Long. Ờ, cũng bình thường mà. Thì chắc tại má tôi thương anh Duy Long. Tại vì trước sau gì anh Duy Long cũng là con rể, nên chắc má tôi mừng, má tôi nhìn vậy thôi. Còn nữa, bà chủ hay nấu ăn cho cậu Long lắm, mà tự tay làm, nấu kỹ lắm nghe, không cho tôi phụ đâu. Nhất là món mà cơm chiên trứng, làm hoài luôn, chiên hoài luôn. Tôi thấy cũng bình thường mà. Tại vì anh Duy Long á, anh rất là thích ăn cái món cơm chiên trứng, đâu có gì lạ đâu. Là không có gì lạ hết hả? Không. Vậy là cô lạ đó. Ừ. Vậy còn mình cô lạ hả? Cô nhìn tôi hoài là cô lạ nhất á. Chị này vô duyên à. Tôi làm công chuyện của tôi á. À. Không có nhìn nữa nha. Không, chị đi làm đi. Chị này ngộ. Người ta suy nghĩ thôi chứ ai thèm nhìn chị. Duy Lâm! Duy Lâm! Mày đâu rồi? Mày ra đây tao biểu coi. Ông tới đây có chuyện gì? Hỏi cơ hỏi cầu hả mày? Mày là thằng Sở Khanh Điểu Kén bắt cá hai tay. Mày quen với cháu gái tao rồi, vậy mày còn quen thêm với con nữ bác sĩ đó nữa. Lần đầu tao gặp cái mặt mày á là tao thấy là mày là người không tốt rồi. Tao nói với con Hân mà nó không có tin, nó cãi lại tao, nó còn chửi tao nữa kìa. Mày á, mày làm khổ cháu gái tao, mày lừa gạt tình cảm cháu gái tao, mày vừa lòng lắm hả mày? Vừa đâu mà ông nói như vậy. Mày còn hỏi với tao nữa hả? Mày với nữ bác sĩ Quỳnh nắm tay nhau tung tăng ở ngoài chợ ha, đứa mua rau nè, đứa mua thịt, về nhà rồi nấu cơm ăn chung, rồi bàn với nhau là sanh con đẻ cái ha, gia đình hạnh phúc. Còn cái này mới quá đáng nè. Hai đứa mày còn ôm hôn nhau ở ngoài chợ nữa. Mày lớn rồi mà mày làm cái chuyện khó coi không à? Bây giờ lòi cái bản mặt Điểu Kén mày ra chưa hả? Chính má ông nhìn thấy hả? Thằng sĩ nó nhìn thấy rồi. Nó nghe, nó thấy được cái cảnh đó nghe mày. Nó đau lòng đứt ruột, nó về nó uống thuốc tự tử kìa. Tao không cản là nó chết tao kìa. Vừa lòng mày chưa? Nó cấm mày từ đây về sau không bao giờ gặp mặt cháu gái tao kìa mày. Nghe mày. Chú ba. Con tới đây làm gì vậy? Chú nói gì vậy? Chú nói vậy là làm sao? Chú có nói gì đâu. Mà con đừng có quen cái thằng này nữa. Nó Sở Khanh Điểu Kén lắm. Đi về con. Đi. Khoan. Thứ nhất,
con tin anh Duy Long không phải là Sở Khanh đỡ cán. Thứ hai, anh sĩ tự tử hồi nào? Hồi nào? Thứ ba là điều quan trọng nhất nè, tại sao ở nhà thì anh sĩ nói với con chính mắt chú ba thấy anh Duy Long với chị Quỳnh hôn nhau ở ngoài chợ và kể cho anh sĩ nghe. Còn ở đây thì chú ba nói anh sĩ là người thấy anh Duy Long với chị Quỳnh hôn nhau ở ngoài chợ rồi kể chú ba nghe. Vậy là làm sao? Ai thấy không quan trọng. Cái quan trọng á là con đừng có thương cái thằng này. Con thương thằng này con khổ lắm, hiểu không? Đi về đi. Chú, ai thấy quan trọng chứ sao không? Bởi vì ai thấy thì mới có thể chứng minh được với con anh Duy Long á là người Sở Khanh đểu cán như chú nói. Thì thôi đi về đi con. Giờ chú không nói đúng không? Đúng không? Vậy con đi về mét ba. Ê, cái chuyện này mà con cũng mét ba con nữa hả? Mét luôn, sợ gì? Thực ra thì sĩ nó không có thấy. Vậy là chú ba thấy hả? Chú ba có đi chợ lần nào đâu mà thấy. Vậy sao chú nói? Thì chú không muốn con quen với thằng này, cho nên chú đặt điều chú nói. Thôi con đừng có mét ba con nghe. Nghe. Đi về con đi. Không, giờ con giận chú rồi, con muốn về chú nữa. Chú đi về trước đi. Thôi đi về với chú ba mà. Vậy chú không về đúng không? Vậy chú không về thì con về mét ba. Thôi con ở lại đi, chú về. Sao tao nhìn bằng mặt mà tao ghét quá mày. Anh Duy Long, anh đừng có giận chú ba em nha. Tại chú ba em đặt điều á nên là anh sĩ mới hiểu lầm đánh anh vậy nè. Đau không? Đáng lý ra nó không đau đâu, em nhấn vô nó mới đau. Thì coi như em trả thù, ai biểu làm em buồn chi, là em có tưởng thiệt á. Cậu Long, tới tìm cô Hân chứ gì? Cô chủ đang canh phòng á, để tôi lên kêu cho. Dạ không. Em tới đây đi gặp chị. Có gì không? Em nhờ chị đưa giúp em lá thư này cho bà chủ. Đừng cho ai biết nha chị. Bí mật vậy hả? Dạ. Tại sao gửi thư cho bà chủ mà không phải là cô Hân? Thì tại vì em có việc muốn nhờ bà chủ giúp. Đây là việc quan trọng cho chị. Chị tuyệt đối không cho ai biết. Nếu như mà chị cho ai biết, chị có thể mất việc đó. Tôi biết rồi. Chỉ vậy thôi hả? Không còn gì nữa thiệt luôn hả? Dạ con. Em gửi chị chút tiền, coi như là tiền quà bánh. Chị mua bánh trái ăn chơi. Trời ơi, tôi đâu phải nít đâu mà bánh trái gì. Chỉ này thôi phải không? Dạ. Trời ơi, chuyện nhỏ. Được rồi, để tôi đưa cho bà chủ. Cậu về đi. Chị nhớ đừng cho ai biết nha. Duy Long, con chờ má lâu không? Tôi vừa mới tới thôi. Bà muốn uống gì? Má không cần uống đâu. Duy Long, vậy là con đã nghĩ thông suốt rồi đúng không? Nếu được như vậy thì má mừng lắm. Tôi chỉ thông suốt khi nào chuyện quá khứ về cha của mình được đưa ra ánh sáng. Chuyện quá khứ? Ý con là cha tôi bị chết oan mà hung thủ vẫn chưa tìm ra được. Bà nghĩ đi, tôi có sống yên ổn được không? Duy Long, má cũng như con thôi,
Lâu nay má luôn đau đáu về chuyện này, nhưng từ trước tới giờ má cũng chỉ nghĩ là cha con làm phật lòng ai đó rồi bị người ta đánh chết. Nhưng mà chuyện cũng xảy ra quá lâu rồi, càng nghĩ càng thêm rối. Những lúc như vậy má chỉ biết tụng kinh niệm Phật để tâm hồn an ổn thôi con ạ. Má thì an ổn quá rồi, chỉ có cha tôi mới tội nghiệp thôi, đang nằm sâu dưới lòng đất kìa, lạnh lẽo lắm. Con nói như vậy con không sợ má buồn sao con? Bà vừa nói cha tôi bị đánh chết là do làm phật lòng ai đó, vậy có bao giờ bà nghĩ người cảm thấy phật lòng cha tôi là ông thức chồng bà? Nhưng ngoài ông ta ra không ai có động cơ mà sát hại cha tôi như vậy. Má thì má không nghĩ như vậy đâu, tại con không biết chứ Dưỡng Lâm là một người rất là tốt. Dưỡng Lâm con đã từng giúp cho cha con rất là nhiều, đã cứu cha con nhiều lần rồi, để má kể cho con nghe. Tôi không cần nghe. Tôi biết có nói ra bà cũng bên ông ta chậm chậm à, nhưng thời gian qua người hại và đe dọa tôi nhiều như vậy chính là ông ta, điều đó không thể sai được. Thật sự là chắc là có một sự lầm lẫn gì ở đây thôi. Con phải biết rằng tính của Dượng con từ trước đến giờ rất là hiền, ngay cả con kiến cọng cỏ mà ông còn chưa hại nữa thì làm sao mà ông hại ai được hả con? Tại sao vậy? Tại sao bà tin ông ta một cách mù quáng như vậy hả? Bà nghĩ lại đi, nếu như ông ta không làm việc khuất tất, tại sao thay tên đổi họ? Rồi lúc gặp tôi thì sao? Phản ứng dữ dội như vậy, không có lý do gì hết ngoài cái việc ông ta biết tôi từ trước. Cái chuyện mà thay tên đổi họ là má biết, thay đổi thành Lâm là để hợp phong thủy cho công chuyện làm ăn của vợ con thôi. Còn chuyện cấm cản thì thực sự là má không biết. Vậy là chồng bà có chuyện giấu giếm bà rồi. Bà chính là người tiếp tay cho chồng mình hại chết cha tôi đúng không? Không có mà Long. Má không bao giờ làm chuyện đó. Má chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cha con hết. Điều mà má có lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời của má là đến bây giờ má mới tìm gặp được con. Lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời má. Nếu bà nói như vậy chúng ta bà hối hận rồi đúng không? Nhưng mà giúp tôi đi, chúng tôi tìm cây ba toan. Cây ba toan gia bảo của ông Lâm, bà giúp tôi đi. Cây ba toan? Lòng ạ, thực sự là Má không thể làm được chuyện này. Má chưa bao giờ làm. Nếu như còn gặp má chỉ để má giúp con chuyện này thì má xin phép má về. Cái chuyện mờ ám đó má không bao giờ làm đâu con. Vậy là má có chuyện gì? Che giấu sự mã với chồng mình đúng không? Nếu mà nghĩ ông ta không có gì thì tại sao bà sợ tìm cái má to hả? Được, má, má sẽ tìm ra cây ba toan đưa con. Má sẽ làm gì con?
cây ba to mà thằng Chậm nói tới. Nếu có thì có thể ở đâu được ta? Để coi, nó dài chắc cũng cỡ cây chổi. Ủa em vào đây có chuyện gì? Anh em hồi nãy em thấy mắt em mờ quá. Em đi vô đây em xem coi là có cái kính lão không để đeo vô. Em thấy mắt em mờ quá, chắc là cần phải đeo kính rồi. Tưởng chuyện gì, để anh lấy kính của anh cho em mượn nha. Nếu mà em nhìn thấy rõ, chứng tỏ là mắt của em có vấn đề rồi. Nếu cần nữa, ngày mai anh sẽ dẫn em đi nhà thương khám. Em đeo vô thử đi. Sao, nhìn thấy rõ hơn không? Hơi, vợ tôi đeo kính vô, chẳng những không già đi mà còn trẻ hơn, đẹp hơn nữa chứ. Thấy rõ hơn đó anh. Vậy hả? Nhưng mà em thấy chưa quen lắm. Vậy là vợ chồng mình đã già đi nhiều rồi, đã đến lúc tính chuyện cưới hỏi cho mấy đứa nhỏ là được rồi đó. Thì hai vợ chồng mình cũng ở bên nhau 30 năm rồi còn gì, sao mà trẻ hoài được. Em lấy của anh rồi, anh lấy cái gì xài? Thì đây nè, kính của anh đây nè, em cứ giữ lấy đi nè, bỏ vô đây. Đây rồi. Cảm ơn ông xã. Cảm ơn anh. Thôi em mới ở bên ngoài về, để vô phòng tắm rửa thay đồ cho khỏe. Đúng là tuổi già ập tới không tha cho ai. Mình cũng vậy, mà cô ấy cũng vậy rồi. Nhưng ít ra mọi thứ cũng đang đi theo sự tính toán của mình. Được già đi cùng người mình thương á, thì còn cái gì bằng nữa. Em à? Anh. Ủa sao anh không ngủ đi ra đây làm gì vậy? À, anh thấy em dậy đi ra ngoài mà quên mang theo kính. Anh sợ em nhìn không rõ, lỡ có chuyện gì mà khuya rồi em ra đây làm gì. Mấy hôm nay em cũng khó ngủ quá, em muốn ra hành lang hít thở không khí một chút cho dễ ngủ. Thôi, em cũng buồn ngủ rồi, vợ chồng mình vô phòng ha. Đi anh. Tư. Ông chủ, con đã thử bà chủ theo ý của ông. Mắt của bà chủ còn tinh lắm. Công nhận mắt bà chủ sáng ghê á. Sỏ kim ngon ơ à. Tôi còn trẻ mà mắt mờ tay rung rung, họ làm có được gì hết à. Tôi lớn tuổi vậy thôi, chứ nhìn cái gì cũng rõ hết á. Vậy hả? Còn nữa, chuyện lần trước á, cậu Lâm viết thư cho bà chủ á, con cũng kể với ông đầu tiên còn gì. Nhỏ cái miệng lại, mày muốn cả làng nghe thấy à?
Cảm ơn ông chủ. Làm gì tiếp tục đi. Dạ. Em lại tìm gì vậy? Hải à, anh muốn bất cứ chuyện gì em cũng phải chia sẻ cho anh biết. Vợ chồng mình sống với nhau hơn 30 năm rồi, giờ có chuyện gì em lại giấu anh? Anh cảm thấy buồn lắm. Em tìm cây ba toan có cái đầu rồng, vật gia bảo của gia đình anh. Chuyện là như vậy đó anh. Em đã tìm gặp được con mình, đã gặp được thằng Chẩm rồi. Thiệt hả em? Vậy bây giờ thằng Chẩm nó đang ở đâu? Hai vợ chồng mình đi đón nó về được không? Em sợ là Mình không nên tới chỗ nó bây giờ đâu anh. Hiện giờ trong lòng của con toàn là trách móc và hận thù. Em nghĩ nó cần phải có thời gian rồi mới gặp gia đình của mình chính thức được. Em cũng đang cố gắng khuyên nhủ con. Trách móc thì anh hiểu, nhưng còn hận thù, sao lại là hận thù hả em? Thật Chậm nó nghĩ anh ba Thành bị chết oan, nên là nó nhất định phải tìm cho ra hung thủ đã sát hại cha nó. Nhà Giang Duy Long đó chính là thằng Chậm, con của chị Hai và thằng ba Thành đó anh. Mày nói cái gì? Tuyệt đối không nói chuyện này cho chị Hai mày biết nghe chưa? Như vậy là cậu đã biết thằng nhà Văn là thằng Chẩm rồi, nhưng nhất định không cho mình biết, còn đi tìm cái ba toan phụ nó nữa. Rõ ràng cổ đã bị thằng nhóc nó khống chế. Được rồi, mày thích gì thì tao chiều mày thôi Duy Long. Mà vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, tao sẽ cùng mày đóng tròn vở kịch mà mày dựng lên. Em à, tội nghiệp con nó quá em ha. Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, làm sao mà tìm được. Thật tình anh cũng mong tới ngày nó nhận lại gia đình mình. Anh nôn gặp con quá. Không biết bây giờ thằng Chổng ngày xưa nó lớn lên, nó có đẹp trai, có sáng láng giống như là chú ba Thành ngày xưa không? Em nghĩ là anh được có nôn nóng quá, cứ để từ từ cho con có thời gian. Vậy còn vụ chú ba Thành, nó có nghi ngờ ai không? Nếu có thì anh có thể giúp nó điều tra ra chân tướng. Có.
người nó nghi ngờ chính là anh. Là anh. Em xin lỗi. Em cũng đã cố gắng khuyên nhủ nó, nhưng em cũng không hiểu sao nó cứ khăng khăng anh là người đã sát hại anh Ba Thành. Em đã nói nó rất nhiều nhưng mà nó vẫn không chịu hiểu. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Hơn 30 năm rồi em mới gặp lại con, nên em cũng không muốn vì chuyện này mà không thể hàn gắn được tình cảm của hai mẹ con em. Em không muốn rời xa con em. Nhưng em sẽ cố gắng khuyên nhủ nó. Em sẽ nói nó tin anh. Vậy bây giờ thằng Trọng nó muốn gì? Nó muốn em tìm cây ba ton, vật gia bảo của gia đình anh. Cây ba ton nó đã mất từ lâu rồi, anh cũng không biết nữa. Anh cũng rất thắc mắc và cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng mà chưa được em à. Hải à, em có tin ở anh không? Nếu như em không tin anh thì anh có thể lục tung ngôi nhà này lên để cho em tìm. Không cần đâu, anh đừng làm như vậy. Em tin anh mà. Còn chuyện của thằng Chậm, em sẽ kiếm cách để nói chuyện với con. Em xin lỗi anh. Bà không những không tìm được cái ba toan mà bà còn báo với ông ta là bà tìm được tôi à? Chậm à, má bị buộc vào tình thế phải nói như vậy, nhưng má chỉ nói chế dượng của con là đã tìm ra thằng Chậm chứ không phải là nhà văn Duy Long, nên dượng con cũng không biết đâu. Má đã chịu theo ý con để tìm cây ba toan, nhưng mà như con nói đó, cây ba toan là vật gia bảo của gia đình, thì nếu như mà cây ba toan ở trong nhà cũng là điều bình thường mà con. Với lại dượng con có nói cây ba toan đó đã biến mất hơn 30 năm rồi, không tìm ra được nữa. Bây giờ tôi không biết bà đang diễn kịch hay bà nói thiệt luôn. Chính ông ta là hung thủ, cho nên ông ta diện cớ làm mất và giấu nó đi. Nếu như bây giờ tôi tìm được cây ba toan trong tay của ông ta, chứng tỏ ông ta chính là hung thủ giết chết cha tôi. Và cái ba toan đó chính là vật chứng. Nếu như bây giờ bà không giúp được tôi sẽ tìm cách khác. Bà về đi. Chậm, chậm, con nghe má nói đã chậm. Lần này tao cảnh cáo mày,
Còn mày, cứu được lần này không có lần sau đâu. Thời gian tới, con người muốn giết cậu, nên cậu phải cẩn thận. Nè, 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 chậm, chậm. Con có sao không chậm? Con lại bị người ta cố tình hãm hại nữa hả? Ông ta đúng là đồ ác độc. Tính mạng con đang bị đe dọa đó chậm. Con có cách rồi, đành phải nhờ người khác vậy. Con định nhờ ai? Con có cách của con. Chậm, con kiếm má có chuyện gì hả? Tôi vừa nhờ bà tìm cái ba toan thì ông ta cho người ám sát tôi kìa. Cũng may á, mạng tôi lớn đó, được trời đất thương. Nếu không tôi không còn mạng đến đây nói chuyện với bà đâu. Ám sát con? Trước mặt bà thì ông ta giả nhân giả nghĩa, nhưng sau lưng bà ông ta muốn giết tôi bằng cách cho người lấy xe đụng tôi nè. Không thể nào có chuyện đó được. Con có hiểu lầm không? Hiểu lầm hả? Bà không tin bà gọi ta ra đây nói chuyện nè. Ba mặt một lời, con ta nói gì? Dượng con bây giờ đang nghỉ trưa rồi, nhưng mà không thể nào Dượng con biết được con là nhà văn Duy Long. Má chỉ mới nói cho Dượng con biết là má tìm lại được thằng Chẩm thôi. Làm sao mà Dượng con biết con là thằng Chẩm mà lại ám sát con chứ? Nhưng tôi nói cho bà biết, em trai của ông ta kìa là ông Ba Hạp, biết nhà văn Duy Long với Chẩm là một rồi. Không có lý do gì ông ta không biết hết. Tôi nói cho bà biết nha, ông ta biết nhiều hơn bà tưởng đó. Chẩm à, không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Nếu như mà Dượng con biết con là thằng Chẩm thì Dượng con đã nói cho má biết rồi. Con phải biết là suốt bao nhiêu năm qua Dượng con cùng với má đi tìm con. Ổng thương con còn hơn con ruột của mình nữa. Cũng phải, ông ta lừa được bà 30 năm qua thì mấy cái chuyện này ông ta lừa bà cái một cũng đúng thôi. Dễ hiểu mà đúng không? Chậm mà, con bình tĩnh lại. Bây giờ con đang nóng nảy, không có giải quyết được chuyện gì đâu. Hay giờ con cứ về đi, để lát nữa má sẽ nói chuyện với Dượng con, rõ đầu đuôi câu chuyện má sẽ nói lại cho con biết. Thì bà kêu ông ta ra nói chuyện đi. Ba mặt một lời, muốn hại tôi hại ở đây nè. Kêu ông ta ra đây đi. Chậm mà, con nghe má nói, má đảm bảo với con là Dượng con không bao giờ làm chuyện đó đâu. Còn nếu như mà con thấy con đang gặp nguy hiểm, má sẽ nói Dượng con tìm người bảo vệ cho con. Má đảm bảo an toàn cho con tin má đi. Chậm à, chậm. Có chuyện gì vậy em? Anh nghe loáng thoáng ở ngoài này, có người cần gặp anh hả? Thằng Chậm nó mới tìm gặp em. Nó mới ở đây? Nó đâu rồi? Nó về rồi. Nó đến, nó nói với em một chuyện, là có người muốn ám sát nó, mà người nó nghi ngờ là anh đó. Em nghĩ giữa anh và nó lại có sự hiểu lầm rồi. Trời đất, vậy hả em? Vì em đã nói với anh, con nó chưa muốn gặp anh, cho nên mặt mũi nó như thế nào anh còn chưa biết, thì làm sao mà hại nó được hả em? Theo anh nghĩ là có một ai đó sau lưng nó, xúi giục nó. Bởi vậy mới nói, sao mấy người đó ác quá, người ta không sợ quả báo hay sao vậy? Mà anh nè, em thấy con nói như vậy em cũng lo lắm. Hay là anh cho người bảo vệ nó giúp em được không? Chứ con nó mà có bề gì, em sống không nổi đâu. Thôi được rồi, từ từ anh tính mà. Thằng Chậm nó sẽ được an toàn mà, em đừng có lo. Ba, má. Ủa, ba, má, sao không vô trong nhà nói chuyện, đứng đây chỉ cho nắng vậy? Làm cái tiệm nãy giờ không thấy. Con định đi đâu đây? Con đi công chuyện. Con đi công chuyện hay là đi gặp cậu Long? Ba hay thiệt á nha. Con đoán đúng rồi, con đi hẹn hò với anh Duy Long. Thôi con đi nha. Còn không được gặp cậu Long. Ủa sao vậy má? Tại vì ý của má là con gái là phải ở nhà,
lo công chuyện gia đình, lo công chuyện công ty nữa, không có được suốt ngày cắm đầu vô yêu như vậy, điều đó là không nên. Má còn nói đúng đó, là con gái không nên chỉ biết chuyện tình cảm thôi. Thôi được rồi, con vào nhà đi. Lát nữa ba sẽ hỏi con về chuyện của công ty. Bữa nay không được đi đâu hết, nghe chưa? Gì vậy? Này ba với má sao vậy? Tự dưng khó dễ sợ luôn á. Cuối tuần cũng cho người ta đi chơi hẹn hò với bạn trai nữa. Bây giờ nghe lời ba nói không? Đi vô trong. Dạ rồi con nghe. Anh, em làm như vậy có quá đáng với con bé lắm không? Mình không có sai đâu. Trước khi biết được tình cảm của cậu Long đối với con gái mình là thật hay giả thì chúng ta cũng không nên để mọi chuyện đi quá xa. Thôi, để anh vào coi con như thế nào. Chào anh. Trời ơi, tại sao mà vô phòng tôi không gõ cửa để tôi nói hoài vậy hả? Làm ăn cái kiểu gì mà... Ủa? Ông Lâm ghé tòa soạn, sao ông Lâm không báo trước? Để tôi sai mấy đứa nhỏ nó tiếp đón cho nó đàng hoàng. À, hồi nãy mấy cái lời tôi nói thật ra là tôi la mấy đứa phóng viên trẻ. Dạ, tụi nó vô phép vô tắc lắm chứ không có ý gì đâu ông Lâm. Dạ. Không có gì đâu. Dạ. Tôi tới đây để nhờ anh một chuyện. Dạ. Chứ đâu có ý trách móc gì anh đâu. Dạ. Vậy xin phép mời ông Lâm mà mình qua bên kia mình ngồi uống nước nói chuyện. Không cần đâu. Tôi nói nhanh rồi còn đi nữa. Dạ. Số tiền mà tôi đưa cho anh đó. Dạ, xin ông Lâm thông cảm. Tại vì cái số tiền đó hiện tại bây giờ là tòa soạn chúng tôi chưa có ra tiểu thuyết mới, cho nên cũng chưa có tiền để trả cho ông Lâm. Vậy bây giờ xin phép ông Lâm cho tôi bán được vài kỳ báo, tôi lấy tiền báo tôi trả lại liền. À, anh không có cần... Dạ, phải cần thời gian để mà trả nợ. Chứ bây giờ mà ông Lâm kêu tôi trả liền thì... Dạ, thật sự là tòa sáng không còn một đồng một cắt nào hết. Mà cuộc đời nó ác lắm nha. Phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí. Tự nhiên đang cái chuyện bây giờ gì mà nỡ lòng nào má tôi bệnh. Dạ, không biết đường đâu mà xây sở. Dạ. Ý của tôi á, là anh không cần trả lại tôi số tiền đó đâu. Dạ, tôi cũng biết cái hoàn cảnh của tôi thì... Dạ, ông Lâm mới nói gì? Không cần trả lại tôi số tiền đó. Ủa chị... Tôi có nghe lộn không vậy ông Lâm? Tôi nói rõ ràng như vậy làm sao mà anh nghe lộn được? Dạ, nếu vậy thì... Dạ, tôi nghĩ cái chuyện mà tôi sắp nhờ anh á, dạ, nằm trong tầm tay của anh thôi. Dạ, bây giờ trong tầm tay hay ngoài tầm tay gì mà chuyện của ông Lâm nhờ là tôi phải làm hết, dạ. Được rồi. Dạ. Đó là hãy giao thật nhiều công việc cho cậu Long. Cho cậu ấy làm tới ngọt thở luôn cũng được. Làm tới nổi... Cậu ấy không còn thời gian tâm trí nghĩ tới chuyện khác nữa. Có được không? Vậy thôi á. Đơn giản vậy thôi. Ôi trời ơi, cái chuyện vậy thì nó dễ quá. Dạ đúng trong tầm tay của tôi. Trời ơi, cái vụ mà dễ vậy cho cấp dưới làm là thật sự là tôi giỏi lắm, tự rành lắm. Dạ. Ông Lâm yên tâm. Dạ. Vậy thì quá tốt. Dạ. Hy vọng lần này anh được việc hơn mấy lần trước. Dạ. Tôi đi nghe. Dạ. Xin chào ông Lâm. Dạ. Chào anh. Dạ. Đi đâu mà gấp vậy ta? Anh hai. Tiếp tới đây làm gì? Thằng Chẩm vừa mới có việc nó chạy ra ngoài rồi. Em có đem chút đồ ăn qua đây để tẩm bổ cho thằng Chẩm. Em thấy dạo này nó xanh xao quá. Ở đây tôi cũng chăm sóc cho nó được mà. Hơn 30 năm qua tôi đâu có để cho nó đói khát ngày nào đâu. Anh hai, anh hai đừng nói như vậy. Thiệt sự em không cố ý làm phiền. Em chỉ muốn đem chút đồ ăn qua cho anh hai với lại thằng Chẩm thôi.
Em vô trong em hâm nóng cho anh hai ăn trước, rồi lát Chẩm về nó ăn nghe. Má mình đi gặp một người đàn ông nào mà sao thân mật như vậy, lại còn mang đồ ăn cho ông ta nữa. Vào đi, tôi có chuyện cần bàn với cậu. Tôi có cảm giác có một ai đó hay là một thế lực nào đó cứ đi theo bảo vệ cho thằng Duy Long. Vậy bây giờ anh làm muốn làm sao? Tôi muốn cậu theo dõi nó để coi ai là người đang ngầm bảo vệ cho nó. Được chứ? Dạ anh Lâm yên tâm, có tin tức gì á em sẽ báo cho anh Long. Cậu đi đi. Dạ. Chậm mà, bao nhiêu lần tao muốn hại mày mà mày đều thoát được. Chắc chắn là có kẻ giúp mày sau lưng. Để tao coi kẻ đó là ai. Cái thằng áo đen đó là ai, nhưng mà em khẳng định là cả hai lần đều là nó cứu. Lần cuối cùng em còn chém vào tay phải của nó nữa. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Cậu sao vậy? Dạ do hôm qua sơ ý quá em bị té chật tay. Vô. Tôi cạn nha. Lâu lắm rồi tôi với cậu mới có thể ngồi uống với nhau như thế này. Bữa nay uống không say không về nha. Dạ. Lúc nào mà anh Lâm kêu á thì em cũng đều có mặt, nhưng mà hôm nay á có tâm sự hả anh Long? Cần gì tâm sự,
Đàn ông mà, cao hứng thì uống thôi. Giao kèo với nhau nha. Tôi rót ly nào, phải uống hết ly đó, không say không về. Vô. Dạ em xin phép, lúc này sức khỏe em không có tốt, nên em uống yếu lắm. Cậu uống với tôi, đâu phải là uống với mấy cô gái xinh đẹp đâu mà sợ. Cậu có bề gì á, tôi đưa cậu về. Còn nếu cậu thấy không khỏe nữa thì mai tôi cho cậu nghỉ. Nhưng mà có cái này tôi thấy lạ. Không hiểu sao, năm lần bảy lượt tôi cho tụi nó truy sát thằng Long, vậy mà lần nào cũng có người đứng ra cứu giúp nó. Quá lạ luôn. Giống như là... À đúng rồi, giống như là biết trước hành động của tôi vậy. Cậu có biết tại sao không? Dạ em không biết. Để tôi nói cho cậu biết. Đêm nay, ngay đêm nay, tôi sẽ cho người truy sát thằng Long tới cùng, để coi lần này nó có may mắn thoát nạn hay không. Vô. Cậu Phi nè. Dạ. Cậu theo tôi bao nhiêu năm nay, cậu biết không ít về tôi đúng không? Đúng không? Vậy cậu có biết tên Lâm không phải là tên thật của tôi không? Thiệt hả Long? Vậy anh Lâm tên thiệt là tên gì? Thật sự em không có biết. Thôi cậu không biết thì thôi, cậu chỉ cần biết là cái tên đó nó không được tốt. Tôi muốn giấu đi, giấu u hay là đoạn tuyệt với một cái quãng đời không được tốt đẹp của tôi. Đại khái là tôi muốn chôn vùi đi quá khứ. Cứ vậy đi. Mà thôi, bây giờ cậu kể gì cậu đi. Quá khứ của cậu như thế nào? Kể tôi nghe đi. Anh Lâm ơi, lúc này sức khỏe không được tốt nên em muốn giải ly, em hơi mệt. Để hôm nào đi em kể cho anh Lâm nghe nha. Hê, đang vui mà. Về trước cái gì, uống hết. Uống hết rồi về. Uống hết rồi về. Mở lên. Dạ. Thôi được rồi. Cậu muốn về thì về, tôi không ép cậu nữa. Sao, vậy được không? Hay tôi kêu tài xế chở cậu về nghe. Dạ thôi được rồi anh Long, em tự về được. Dạ em xin phép. Không tiện. Rồi coi mày sẽ phản ứng như thế nào. Tối nay hắn sẽ thủ tiêu Di Long. Không được, mình không thể để hắn giết Di Long được. Thank you.
ra là mày à? Cứu tôi với. Dám vô địa bàn của tụi tao, ăn cắp gỗ hả mày? Mấy anh lại vậy? Mấy lại mà quýnh tôi vậy? Tụi tao lâm tại cái khu rừng này qua đây là nơi kiếm ăn của tụi tao. Tôi không biết. Tại vì tôi chỉ là thương nhân thôi à. Có người hẹn tôi vô đây nè để hợp tác về khai thác gỗ. Tôi chỉ là thương nhân thôi à. Giỡn mà hả mày? Thằng đó là thằng nào mà dám hợp tác với mày ăn cắp gỗ của tụi tao hả? Tôi đâu có biết đâu. Hôm nay nè, người đó hẹn tôi vô đây để khảo sát việc khai thác gỗ thôi à. Dám lắm lời hả mày? Giả đò nhưng không có gì. Để nó cho mày biết thế nào là lấy được. Khoan, tôi biết tội tôi rồi. Xin các anh tha cho tôi đi. Tôi biết bây giờ là địa bàn của các anh, tôi không dám mạo phạm đâu, tôi hứa mà. Tôi xin các anh tha cho tôi đi. Giờ biết sợ hả mày? Buông cái mày, chịu im vô đi. Anh lại vậy? Anh đừng sợ, đi theo tôi. Giới thiệu với mọi người, đây là cậu Phi.
Từ trại trở đi, cậu Phi sẽ là người phụ trách quản lý xưởng gỗ này. Dạ mọi người. Cậu Phi, đây là xưởng trưởng, thợ chánh, thợ phó. Mọi người làm quen với nhau đi. Tôi là người mới, rất mong được mọi người giúp đỡ và hỗ trợ. Chúng tôi á làm gì mà có kinh nghiệm bằng anh Phi. Anh Phi á biết về gỗ nè, về rừng nè. Không biết á ai là học hỏi ai đây. Anh đừng nói vậy. Tôi chỉ biết chút chút thôi. Nhưng mà sau này có chuyện gì á, nếu mà tôi san sẻ được á thì tôi sẽ giúp cho. Mình cùng nhau phát triển. Cậu Phi nói đúng đó. Một khi chúng ta đoàn kết với nhau thì chắc chắn tương lai của chúng ta sẽ rộng mở. Tôi sẽ không để ai phải chịu thiệt đâu. Thôi, mọi người làm việc tiếp nha. Cảm ơn cậu đã nhận lời giúp tôi. Dạ, tôi phải cảm ơn ông chủ chứ. Nếu mà không có ông chủ á thì làm sao tôi có được công ăn việc làm như thế này. Đền ơn người đã từng cứu sống mình, đó là chuyện đương nhiên mà. Giao xưởng gỗ này cho cậu tôi rất yên tâm. Dạ, cảm ơn ông chủ tin tưởng. Mình ngu quá. Từ trước tới giờ mình đã nuôi ông tay áo. Mẹ kiếp, nó muốn trả thù mình. Sau giờ này không thể động tĩnh gì hết cho ta. Anh Hai, anh Hai, tại sao Thiếp lại tới đây? Thiếp đừng có để cho thằng Chẩm nó biết mối quan hệ giữa Thiếp và nó. Nó biết hết rồi. Cái gì? Tại sao Thiếp lại để cho nó biết? Nếu vậy là nó cũng đã biết con bé Hân là em cùng cha khác mẹ với nó. Vậy càng tốt, nó sẽ ngưng cái việc điều tra cái chết của cha nó lại. Không, nó không chịu ngưng đâu anh Hai. Tại sao nó lại không ngưng chứ? Chậm. Bà đến đây làm gì? Chậm à, bà nhớ con, bà đến thăm con. Bà quên, bà đã hứa gì với tôi hả? Và đừng bao giờ gọi tôi là Chậm. Là do bác Hai. Bác Hai và má con muốn con dừng cái chuyện điều tra cái chết của cha con lại. Hãy để cho quá khứ ngủ yên đi con. Bác Hai, bác Hai không giúp con thì thôi, bác Hai đừng có cản. Cha con chết tức tưởi lắm và oan ức dữ lắm. Hung thủ giết cha con cần phải được đưa ra ánh sáng và trị tội. Và tôi mong bà từ đây về sau đừng có tới đây làm phiền bác cháu tôi nữa. Mình vô bác. Long, còn nghe má nói, sự thật là bây giờ dượng của con chưa biết có phải là hung thủ hay không, nhưng dượng của con là một người sống tình cảm, chan hòa và biết dung đáp cho gia đình. Với tính cách đó, ba nghĩ ông ấy không phải là hung thủ giết người đâu. Mỗi lần nhắc tới ông là bà binh chập chập à. Bà bị bùa mê thuốc lú đúng không? Hèn gì bà dễ dàng ngã vòng tay ông ấy, đâu quan tâm cha con tôi. Chập. Long, bác nghĩ. Bác Hai cứ để con nói. Bác nghĩ là mỗi người đều có một số phận khác nhau con à. Bác Hai cứ để con nói. Con không nhận bà ta là má. Đó không nằm trong kế hoạch trả thù của con, mà do cách bà ta đối xử cha con kìa. Long, con phải nghe sự thật. Ngày xưa má ra đi,
vì người ta nghĩ má là người giúp cho cha con vượt ngục. Má phải lánh nạn một thời gian, nhưng sau đó má đã quay về để tìm hai bác cháu con. Nhưng cả hai bác cháu con đã dọn đi rồi. Bao nhiêu năm qua má vẫn liên tục tìm con, cho đến hôm nay má mới may mắn tìm được con ở đây. May mắn hả? May mắn hay xui xẻo? Mày về nói với ông Thức á, hung thủ giết cha tôi chắc chắn một điều không bao giờ tôi bỏ qua. Tôi sẽ moi ông ta ra, đưa ông ta ra trị tội. Về nói với ông ta vậy đó. Long. Chậm. Thiên Ba, tôi nghĩ là nhất thời rất khó mà dung hòa giữa thù hận và tình cảm. Thiên cứ để từ từ tôi nói với nó. Giờ cũng đã khuya lắm rồi, Thiên về nghỉ ngơi đi. Gần tòa soạn, tôi sẽ kể toàn bộ sự thật về cái chết của cha cậu. Hàng mình ra đây, nói là cho mình biết tất cả sự thật. Vậy bây giờ còn chưa tới nữa. Đừng nói là cho leo cây giống cái lần trước nha trời. Mày thừa biết là tao rồi chứ gì. Mày khôn ngoan lắm. Mày đã lừa tao suốt bao nhiêu năm qua. Ông trời có mắt, chỉ cho tao biết bộ mặt thật của mày. Giờ mày định chạy trốn hả? Đừng có mơ. Mày là con quỷ đội lốt người, rồi cầm thú. Mày giết ba tao, rồi mày còn quăng tao xuống sông. Đếm đi. Thank you.
Khi tao trở về, tao đi tố cáo mày, nhưng có ai lại đi tin lời một đứa con nít như tao? Còn bọn Sở Cẩm, nó thần kinh tao không ổn định, vậy là tao sống trong nỗi đau mất cha. Tao thề suốt cuộc đời này tao không giết được mày. Tôi không phải là con người. Đời mày khổ sở không phải là do tao. Tao nói cho mày biết, do số phận mày xui thôi. Sống được không chịu sống cho đàng hoàng, ôm mộng trả thù. Mày ngu quá. Nhưng mà tao công nhận mày có một lần khôn, một lần thông minh. Khi mà mày đã gạt được tao, nghe tao hỏi nè, có phải là cái vụ mày cứu tao do chính tay mày dàn dựng, đúng không? Đúng không? Đúng. Tao cố ý tiếp cận mày. Chào anh. Chào anh Thức. Tôi bỏ tên Thức lâu rồi. Tôi là Lâm. Chào Lâm, rất hân hạnh hợp tác với anh Lâm. Xin mời anh vào. Cảm ơn anh. Đi chọn em vô đi. Ôi nè, anh là ai? Anh là ai vậy? Anh đừng sợ, đi theo tôi. Lúc nãy tôi hơi mạnh tay. Mày có sao không? Không sao, chỉ cần anh trả đủ tiền với anh em tụi này, cho dù có đổ máu là chuyện bình thường. Giang hồ mà, đổ máu là chuyện thường ngày. Quan trọng có cách ông anh đối xử với tụi tôi như thế nào thôi. Anh an tâm đi. Mà nè, tiệc đó phải giữ bí mật hay chưa? Anh yên tâm đi, anh em tụi tôi uy tín lắm. Cái mày nghĩ rằng cho mày sống không bằng chết. Tao cố được giết cái bọn chó kia. Để rồi coi giờ thì ai giết ai. Tụi bay. Dạ. Mang nó đi, thủ tiêu cho tao. Dạ. Tao có chết tao cũng không tha cho mày đâu.
Tại sao ông ta hẹn mà lại không tới? Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Chậm. Con mới đi đâu về vậy? Con lại đi hẹn hò với ai đúng không? Chừng nào chưa xong nhiệm vụ với cha con, lúc đó con không nghĩ tới hẹn hò với ai được đâu. Vậy thì tốt. Còn chuyện của con điều tra tới đâu rồi? Con đang tìm cây ba toan trong nhà của ông Thức. Bác Hai, nếu như mình không tìm được cây ba toan, chẳng lẽ cứ để cho hắn ta nhẫn nhơ hoài sao bác Hai? Bác Hai luôn tin vào luật nhân quả, sẽ không bỏ sót một ai, cho dù người đó có trốn tránh như thế nào đi nữa. Nói như bác Hai vậy là mình không cần tìm và vạch mặt hắn ta hả? Ý bác Hai không phải như vậy. Chuyện này nó còn nằm ở sự lựa chọn của con. Giống như chuyện bác Hai cản con vậy đó. Bác càng cản con á, thì con càng nhất định phải làm cho bằng được. Trên đời này chỉ có bác Hai hiểu và thương con nhất. Còn chuyện này bác định nói với con. Chuyện gì vậy bác Hai? Chuyện gì cũng bé Hân. Bác Hai cứ nói đi. Nếu như con không nói thẳng con là anh của nó, thì con cũng đừng để nó ngộ nhận và tiến xa trong chuyện tình cảm này. Bác Hai vừa mới ủng hộ con mà. Nếu bây giờ mà con thừa nhận con là anh của Hân, thì bác Hai nghĩ đi, con có được đường đường chính chính bước vô nhà ông Thức tìm ra vật chứng hãm hại cha con không? Chậm. Bác không cấm con điều tra sự thật về cái chết của cha con, nhưng bác Hai rất mong con đừng vì đạt được mục đích mà bất chấp hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện con lợi dụng em gái con. Con hãy suy nghĩ thật kỹ nha Chậm, tội nghiệp em gái con lắm đó.